Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải Mazda BT50 các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, đây là một chiếc xe Mazda BT50 phiên bản số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý bạn nhé. Chiếc xe này là full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và vẫn còn bảo hành tại hãng luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này siêu lướt, mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi, cụ thể là 2 vạn 6 km. Với 2 vạn 6 km này thì chiếc xe này cả một cái dàn lốp này là còn nguyên nhé, và còn rất là dày các bạn nhé. Cả dàn lốp còn nguyên, rất dày, và lốp sơ cua thì còn chưa hạ quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị bạn là chiếc xe này chúng tôi cũng vừa mới mua về được thôi. Vừa mua về là chúng tôi còn chưa dọn, chưa rửa, chưa làm gì cả đây, còn nguyên bản rất là mộc, từ máy móc cho đến nội thất gầm. Lát nữa tôi sẽ quay, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị bạn toàn bộ về những cái phần thân vỏ gầm, máy móc và nội thất của chiếc xe này cho quý vị các bạn cùng xem. Và tiện đây thì tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị các bạn, ở chiếc xe Mazda BT50 này thì toàn bộ về khung gầm, thân vỏ, máy móc đều y chang của chiếc xe Forerunner các bạn nhé. Cũng trong Mazda BT50 nó cũng có những phiên bản như Forerunner ạ, phiên bản số tự động một cầu hoặc là số tự động hai cầu, hoặc số sàn một cầu, số sàn hai cầu. Thì đây là chiếc xe này ở cái phiên bản số tự động một cầu và động cơ 2.2, động cơ diesel, động cơ máy dầu các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản luôn ạ, và còn bảo hành tại hãng ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 589 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 siêu lướt 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 siêu lướt 2020 này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất và cái phần sơn, cũng như là về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe Mazda BT50 siêu lướt 2020 này quý vị các bạn nhé. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về, cũng chưa có dọn dẹp hay là chưa có rửa gì đâu ạ. Tôi đem ra tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ, vì chiếc xe này nó quá mới các bạn nhé. Siêu lướt hơn 2.000 km thôi. À, hơn 2 vạn km, xin lỗi quý vị các bạn. Với chiếc xe này thì siêu lướt hơn 2 vạn km và còn bảo hành bảo dưỡng tại hãng các bạn nhé. Full lịch sử bảo dưỡng tại hãng luôn ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì rất là mới, còn nguyên bản này, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Nguyên bản từ dàn lốp các bạn ạ. Đấy. Cái dàn lốp theo xe này còn nguyên bản này và còn rất là dày các bạn nhé. Đấy, cả một cái dàn lốp này còn nguyên bản này. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem, cả một cái dàn lốp này là còn nguyên bản này. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Dàn lốp này đều 2020 các bạn nhé. Đấy. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn ạ. Đây này, lốp rất là dày. Mới chạy có hơn 2 vạn thôi, cả cái dàn lốp này còn mới. Đấy, đét lốp 2020 các bạn nhé. Đấy. Đét lốp này. Cả một dàn lốp này là còn nguyên bản này, còn nguyên bản và còn rất là dày luôn các bạn nhé. Đều đét 2020. Lốp sơ cua mới tinh chưa hạ này. Đấy, quý vị bạn xem này, cái lốp sơ cua mới tinh chưa hạ tí nào các bạn nhé. Và về cái phần gầm thì quý bạn thấy đấy ạ, cái phần gầm cũng rất là đẹp, vì chiếc xe này không phải chạy ở vùng đồi núi, cũng không phải chạy ở vùng biển, cho nên là cái gầm nó rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về chúng tôi chưa có dọn dẹp gì, chứ nếu như dọn dẹp đi là nó rất là mới đấy các bạn nhé. Chưa có dọn dẹp tí nào cả này. Phần gầm đều rất đẹp các bạn ạ.
tôi quay chi tiết cho quý bạn xem về những cái phần gầm này. Tại vì rất là nhiều người mua những chiếc xe bán tải này hay quan tâm đến những cái phần gầm, xem là có bị đâm đụng hay là va chạm gì ở dưới gầm này không này. Đấy, đều rất đẹp, rất mới luôn quý vị và các bạn ạ. Cái gầm này chúng tôi cũng chưa dọn này, chưa có dọn dẹp, chưa có rửa ráy gì về chiếc xe này đâu quý bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy đây ạ, rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ cụm đèn pha này, cụm đèn pha này, mặt ca lăng này, đấy, mặt ca lăng đều rất đẹp quý bạn này. Đấy, cụm đèn pha rất đẹp nhá, dưới là cụm đèn gầm quý bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ rồi, từ đèn pha, đèn gầm và mặt ca lăng đều rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đấy là về cái phần đầu của chiếc xe. Chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn thôi, cho nên là rất là đẹp quý vị bạn ạ. Và gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương và gương được bằng chrome quý bạn nhé. Ốp kéo gương là bằng chrome, tay nắm cũng là chrome và chủ xe cũng rất là cẩn thận. Đã chống xước này. Đã dán chống xước rồi các bạn nhé. Nhìn về cái đằng sau thì quý bạn thấy đây ạ, chiếc xe này cũng đã được lắp thêm cái nắp thùng thấp các bạn nhé. Nắp thùng thấp và cái nắp thùng này cũng rất là xịn. Chủ xe lắp nắp thùng mới luôn đấy ạ. Đấy, và cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu mới tinh, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, nên không có bị xước sát gì cả này. Đây là đèn hậu này, phía bên dưới là cái đèn lùi. Đấy, từ logo này cho đến những cái tay nắm này đều rất mới, rất sáng các bạn ạ. Đấy, logo này, chữ này đều rất sáng các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, cho nên là rất là đẹp. Và nhìn từ cái phần ba đờ sốc sau này thì quý vị bạn thấy được đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi. Đấy, xe đã có cảm biến lùi nhé. Chủ xe đã lắp thêm màn hình Android và camera lùi đấy ạ. Màn hình Android, camera lùi, camera hành trình đầy đủ cả rồi các bạn ạ. Và chiếc xe này thì là còn bảo hành tại hãng luôn các bạn nhé, cho nên đồng hồ chúng tôi cam kết là chuẩn này. Và nước sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, không có va chạm gì cả. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều, cho nên là nhìn về cái phần nền thì quý bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp luôn ạ, nét căng luôn quý bạn nhá. Đấy, cabo này sơn cũng là zin nguyên bản này, chưa phải sơn này. Đấy, đây quý bạn xem là cái sườn bên phụ này cũng vậy này. Sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều ạ. Về cái phần ngoại thất này, những cái phần gầm này đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ cho quý bạn xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem này. Toàn bộ về những cái phần keo chỉ này còn nguyên hết các bạn này. Đấy, chúng tôi cam kết là keo chỉ còn nguyên các bạn nhé, chưa có bị mất một phần keo chỉ nào cả. Keo chỉ còn nguyên và ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên các bạn nhé. Đấy, chưa có dọn dẹp gì cả mà chiếc xe nó đã mới, đã đẹp như này rồi. Tại vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 2 vạn thôi. Từ táp bi, đấy, táp bi cánh cửa này, nội thất ghế da cao cấp thì nguyên bản này đã có sẵn rồi các bạn ạ. BT50 này là có ghế da sẵn rồi các bạn nhé. Đấy, BT50 có sẵn rồi này. Từ ghế da rất là đẹp này, trần này rất là sạch, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì mà nó đẹp như này rồi đấy ạ. Đấy, và vô lăng thì các bạn thấy đấy ạ, chủ xe mua xong cái là chủ xe bọc vô lăng. Chúng tôi vừa mới bóc cái bọc vô lăng ra thì nó còn cái phấn đấy ạ, cái phấn ở cái bọc đấy ạ. Đấy, phấn của bọc này đánh đi hết nhé, chúng tôi chưa có dọn gì. Vô lăng cần số tay phanh thì các bạn xem đấy ạ, cần số này, tay phanh này đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và chủ xe này là bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Đây, bảo dưỡng này tại hãng này, phiếu nhắc bảo dưỡng tại hãng đấy. Và đã có lót sàn 5D rồi các bạn này, lót sàn 5D rất là xịn này. Đấy, những cái này thì các bạn thấy đấy ạ, nó bẩn là do chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn nhé, chưa có dọn, chưa có rửa gì cả, nó nguyên đấy ạ. Mua chiếc xe này như nào là tôi quay lên như thế vậy đấy ạ, chưa có làm gì đâu. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và bạn cùng xem này. Toàn bộ về những cái phần keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn ạ, chúng tôi cam kết nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa này chưa có một con ốc nào tháo các bạn nhé. Đấy, và táp bi cánh cửa này rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, và sàn này, sàn 5D này, ghế da này, đằng sau này rất là đẹp luôn các bạn ạ. Lốp xưa cua chưa hạ, chính vì lốp xưa cua chưa hạ cho nên là toàn bộ cái đồ nghề đằng sau này. Đấy, tôi sẽ mở ra cho quý bạn xem này.
cái đồ nghề đằng sau này. Kích này còn mới tinh luôn các bạn ạ. Đấy, kích mới tinh, lốp xe chua cua chứ hạ đấy nhé. Bộ đồ nghề này còn hết đầy đủ hết luôn các bạn ạ, chưa có mất một cái gì cả đấy. Đấy, và chủ xe còn đang để những cái đồ linh tinh này là chúng tôi chưa có dọn dẹp đi đâu. Đây, xe vừa mua về là tôi quay luôn đấy ạ, chưa có dọn dẹp gì các bạn nhé. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe và tôi sẽ nổ máy để cho quý bạn xem về cái đồng hồ nhé. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi. Một chiếc xe máy dầu mà nổ rất là êm các bạn ạ, vận hành cũng rất là êm ái. Và đây là đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe mới lăn bánh có 2.6 km thôi các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, còn bảo hành bảo dưỡng tại hãng và full lịch sử bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Đấy, và xe thì cũng đã được trang bị vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Đấy, và kiểm soát hành trình, ga tự động hay còn gọi là cruise control đấy ạ. Đấy, và vô lăng bọc da rất là đẹp. Màn hình Android chủ xe đã lắp thêm cho chiếc Mazda BT50 2020 này rồi. Màn hình ZTEC rất là xịn các bạn nhé. Hãng ZTEC này là tương đối là đắt tiền và rất là xịn này. Riêng cái màn hình này thì lại nó có sẵn, tích hợp sẵn camera lùi và camera hành trình đấy ạ. Đấy, camera hành trình nó tích hợp với cái màn hình này. Quý vị các bạn nhé, giải trí thông tin đa phương tiện đầy đủ rồi. Điều hòa tự động hai vùng độc lập ạ. Đấy, riêng ở những chiếc xe bán tải Mazda BT thì khung gầm máy móc thân vỏ này thì dùng chung với chiếc xe Ranger, Ford Ranger quý bạn nhé. Nhưng option của những chiếc xe Mazda BT50 thì nó sẽ nhiều hơn một chút ạ. Đấy, quý bạn xem nhìn nó sẽ nhiều hơn một chút. Ví dụ như là cruise control này, rồi ghế da nguyên bản theo xe này. Đấy, và chiếc xe này thì còn rất đẹp đây quý bạn này. Tất cả từ những cái phần nhựa này, đấy, cho những cái phần nỉ trần thì quý bạn thấy đây ạ, còn rất là mới nhá. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có 2.6 thôi. Đấy, lăn bánh ít, còn bảo hành bảo dưỡng tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm. Chủ xe thì lại rất là cẩn thận, chủ xe đã ốp cả những cái táp lô. Đấy, phủ táp lô này để chống nóng này. Đấy, quý bạn xem này, chủ xe rất là cẩn thận quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm cái nắp thùng thấp rồi các bạn nhé. Và cái nắp thùng thấp này là chủ xe lắp từ mới đây này, cái nắp thùng xịn luôn các bạn nhé, sản xuất tại Thái Lan. Đấy, và nắp thùng thấp này thì nhìn chiếc xe rất là thể thao, rất là đẹp, vì nguyên bản của cái nắp thùng thấp này nó đã có cái vai thể thao rồi các bạn ạ. Đấy, và đặc biệt thì nhìn về cái phần đằng sau này thì quý bạn thấy đấy ạ, keo chỉ của những cái đằng ốc này, keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này, còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn tí nào đâu, đằng sau nó hơi bẩn một chút thôi ạ. Và đặc biệt là chủ xe cũng thỉnh thoảng chở hàng nhưng mà không chở hàng nặng các bạn nhé, cho nên là không có xước sát gì với phần nhựa này không có xước sát gì cả, chẳng qua là chỉ có bụi bẩn thôi. Đấy, những cái này bụi bẩn thôi. Nhìn về cái thùng sau này thì các bạn thấy được luôn là chủ xe có chở hàng hay không thì nhìn cái thùng là biết ạ. Đấy, chỉ có do bẩn nhá, chứ còn rất đẹp này, rất là mới luôn các bạn nhé. Đó, tất cả những con ốc này là còn nguyên bản hết này. Đấy, ốc này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía sau bên phụ này, toàn bộ những cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên bản hết này. Phần keo chỉ này cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này cũng còn nguyên này. Nhìn từ cái bậc cửa này cũng đã biết được là chủ xe đã bọc cái inox này rồi, chống xước này. Đấy, chống xước này, cho nên sàn này đều rất đẹp, rất mới các bạn nhé. Đấy, những cái ghế da đằng sau này thì ít người ngồi, cho nên nó mới, chỉ có bẩn một chút là do chúng tôi chưa có dọn rửa. Đấy, rất đẹp. Từ những cái phần nỉ trần cho đến những cái phần ghế da ở cái khoang đằng sau này đều rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem này. Cũng giống như các cánh cửa kia thôi, keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề còn nguyên bản này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý bạn nhé. Đấy, áp bi cánh cửa này đều rất đẹp và rất mới quý bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe này được sản xuất tại Thái Lan quý bạn nhé. Đấy,
sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam đấy ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa phía sau đây ạ. Còn nguyên bản hết này. Nội thất ghế da này đều rất mới, rất đẹp các bạn ạ. Đẹp từ nội thất ghế da cho đến vô lăng, cần số, tay phanh. Đấy, vô lăng này này. Vô lăng còn nguyên những cái phấn mà bọc vô lăng chúng tôi vừa tháo ra. Cái bọc vô lăng mà chủ xe lắp thêm vào ấy, nó có cái phấn tôi vừa mới tháo ra xong nhé. Táp lô thì được phủ này, phủ táp lô này, cho nên là cái táp lô này nó cũng rất là mới này các bạn nhé. Rất mới và rất đẹp luôn các bạn nhé. Sổ bảo hành và sách hướng dẫn đây các bạn này. Đầy đủ luôn cả sổ bảo hành và sách hướng dẫn các bạn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc BT50 2020 này là một cái khối động cơ diesel các bạn nhé, 2.2 lít đấy. Và ở cái động cơ diesel này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ còn nguyên bản và tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý bạn xem là tất cả những con ốc ở trong cái động cơ này là còn nguyên bản hết này. Đấy, vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn thôi cho nên là nó còn rất mới, rất đẹp như này đây các bạn nhé. Chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả đấy ạ, còn bẩn nguyên ạ. Chiếc xe này mua như nào là tôi để tôi đăng như thế vậy đấy các bạn nhé, vì quá mới luôn cho nên là chúng tôi cũng không cần thiết phải dọn dẹp đâu ạ. Đấy, động cơ còn nguyên bản này và rất đẹp luôn. Đấy, và ốc, về ốc cabo đây thì thưa với quý bạn này, ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, về keo chỉ này cam kết với quý vị và các bạn tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, nguyên zin của nhà sản xuất ạ. Logo này. Đấy, còn nguyên zin hết luôn ạ. Keo chỉ cabo còn nguyên luôn, chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả nha. Đến cái ốc cabo này cũng còn nguyên này, chưa tháo ra các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên này. Ốc xương đầu cũng còn nguyên hết luôn này, ốc tai. Đấy, còn nguyên hết luôn ạ, chưa có một con ốc nào tháo. Đấy, từ ốc cabo này cho đến ốc xương đầu này, ốc tai này, chưa có một con ốc nào tháo luôn các bạn nhé. Còn rất mới, rất là đẹp ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã quay cho quý vị và các bạn, giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, rồi những cái phần gầm, nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda BT50 2020 siêu lướt hơn 2 vạn km quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 589 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2020 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.